vào thẳng thôi. Vào thẳng phía bên trong thôi. Tên này hù đen đi chết luôn. Chết chắc luôn. SPS đối đầu với BB Club. Đội hình gia quân của SPS ngày hôm nay thì chúng ta có Chim Sẻ Nắng cũng như là Mạnh Hào. Còn bên phía chiến tuyến bên kia thì chúng ta cũng biết rồi, đó là BB và Tiểu Màn Thầu. Trận thi đấu đầu tiên ở trong series đầu tiên, Chim Sẻ Nắng là người cầm Miwan, còn Mạnh Hào là người cầm Pan. Trong khi đó thì quân bên phía của B cũng như là Thầu là rất đẹp ở trận thi đấu này. Một Seng và một Pan. Xét về quân trận thi đấu này thì có thể vâng 1-10-1-7 thôi. Bởi vì với một trận thi đấu mà Pan tạo đột biến bài min khung nhà, chúng ta hoàn toàn có thể có một bài min có thể đánh được cung A và có thể cân lại được cái và chúng ta có thể cân lại được cái độ tuyển của con xe cũng như là con Pan trận đấu này. Màn hình máy của Chim Sẻ, đây là Miwan, và chúng ta cùng đến màn hình máy của game thủ Mạnh Hào, đây là Pan. Và đôi voi bầy hiêu bảy, một đồ nữa thì sẽ là một bài Pan đẹp, một bài Pan khỏe. Những cây gỗ đầu khá là gần dành cho game thủ Mạnh Hào. Với một bài thường thì đối với tôi thì một bài đấu chuẩn đẹp là một bài gọi là hiêu voi quả phụ, cùng với đó là những cây gỗ đầu đẹp, ít nhất có 2 đến 3 cái cây gỗ 75 ở trong một bóng nhà chính. Thì cái việc mà đóng trước nhà BS đầu tiên rất là sớm, mà đóng được S đầu sớm thì cái lợi thế để ép cuộc đời sớm sẽ có rất là nhiều. Và con hiêu đầu tiên nó đang hơi ngang. Trở lại mình máy của Chim Sẻ, thử dò qua một chút. Và như vậy là cũng có một bầy hiêu, như vậy bầy hiêu 246 con, cùng với đó là một đôi voi rất gần. Cái thế thì tôi đang thấy cái thế có thể đánh được cung A, mà có thể thôi, có thể thôi, còn đánh được hay không thì chúng ta còn phải xét cái việc mà Pan Miran của Mạnh Hào như nào. Nếu như Pan khỏe thì đánh thẳng cung A luôn, bởi vì đánh thẳng cung A thì cửa sẽ sáng hơn. Chết một dân thì phải. Vâng, tôi đã thấy có hai con sư tử. Có hai con sư tử và không thể bóng dân ở đấy. Có vẻ như một bài chết dân rồi. Không có voi chắc thì chúng ta không biết được tình huống chết dân của Chim Sẻ. Như vậy là con voi thứ hai của Mạnh Hào đang cố về gần với nhà màu hai của game thủ BB. Tôi đã thấy một cái chấm màu đỏ. Như vậy đây rồi, bãi quả phụ của game thủ Mạnh Hào. Một bài chuẩn, một bài hiêu voi quả phụ. Gỗ đầu cũng tương đối ổn. Như vậy là cũng là Pan của BB. Hai Pan cạnh nhau và Seng của Chim Sẻ. À, Seng của game thủ Tiểu Màn Thầu sẽ ở cùng cánh với Miwan của Chim Sẻ. Một bài dò rất ít đến từ game thủ Mạnh Hào. 19 dân, kích đời 6 phút 45 giây. Rất sớm, kích đời 2 cực sớm. Nhưng đây là một bãi quả phụ mà có vẻ như là đang hơi khó ăn. Nó đang hơi vướng cái con hiêu. Cùng với đó những con nông dân đang làm gỗ. Dò xây được. Tạm rồi. Nhưng đây là bãi quả phụ, tôi nhìn thấy có 5 cây thôi. Hơi ít. Vừa là quả phụ 5 lại vừa hơi khó ăn. Và nhiều khả năng thì F đề 3 sẽ hơi lỗi một chút. Và màn hình máy Chim Sẻ có quả phụ. Bài dò khá rộng. Con voi thứ hai đang được câu về. Và trở lại với tay chém chúng ta rồi. Thời điểm này là thời điểm mà Chim Sẻ đang cơ cấu nhà cũng như là ép đời. Chúng ta lên đến với cái màn hình nhà đánh chém ép đời sớm này hơn để theo dõi. Nhiều khi cái gọi là trận đấu sẽ định đoạt bởi những cái nhà đánh chém lên đời sớm và đột biến. Nó sẽ tạo được cái thế cho đồng đội đánh chủ lực rất là tốt. Ở trận thứ hai, nếu như Seng của bên phía đội bạn đánh cung, mà đây là một bài đột biến đến từ Hào, có thể khỏe hơn Pan màu 2 của BB và tạt sang được Seng ở những cái turn đầu tiên, thì Miwan của Chim Sẻ có thể đánh cung A khỏe được. Nhưng bài BB như thế nào thì chúng ta chưa biết, còn phải chờ xem, chờ những cái turn chạy giò đến từ cái thủ Mạnh Hào. Mà con giò mọc ra phía bên trong, hơi nhọ. Hướng sinh của giò là hướng 9 giờ xuống 3 giờ, à 9 giờ xuống 6 giờ, đó là cái hướng sinh quân. Hướng sinh quân chính. Đôi khi là vẫn sinh ở mặt khác, nó là kiểu cái tỷ lệ cao, tỷ lệ gọi là gần như 90% là nó sẽ sinh ở mặt 9 giờ xuống 3 giờ ở mặt nhà quân.
Cái cách mà Mạnh Hào xây nhà BL thế này là hợp lý, rất là hợp lý. Nhưng mà nó mọc ra ở trong thì gọi là kiểu kiểu gọi là tơn ảo thôi. BB cũng đã có con giò của mình. Con giò chưa có công ở giáp dưới đây, bài mà BB lên đời muộn hơn Mạnh Hào rất nhiều. Chưa biết sang đánh gì. Hôm nay thì tôi bình luận cũng không ngồi quá gần các game thủ nên là những cái tình huống soi tham cũng như là tình huống trao cung cấp thông tin bên phía đối phương đánh cái gì thì mình chưa thể nắm bắt nhanh được. Có lẽ phải tự nhìn tham kiểm tra thôi. Như vậy là con giò BB đã phải nằm xuống rồi. Như vậy là Mạnh Hào quyết định tạt ngay những cái tên và những tên lạc đà đầu tiên sang bên phía nhà xem của game thủ Tiểu Màn Thầu. Có công một cái gì đấy rồi, màn hình máy cũng chia sẻ để chúng ta theo dõi rõ hơn. Rồi như vậy là chim sẻ đang vâng đang có những tình huống vẩy được e. Vâng, Mạnh Hào đến tuyệt vời, đúng lúc đúng thời điểm, quá đúng lúc ở thời điểm này. Nếu như để như những con nông dân cũng như là con chém này của game thủ Tiểu Màn Thầu lọt vào phía bên trong, chim sẻ sẽ siêu yếu. Nhưng đây là một tình huống đang thủ tươi. Ra ngoài nào, ra ngoài nào. Rồi ra ngoài nào, ra ngoài thôi. Chim sẻ sẽ ngay lập tức cơ cấu nhà của mình sang đánh chém nguyên cửa. Nếu như đây là vài sang đánh chém theo kiểu dạng ôm bom đã chết khoảng 4 đến 5 dân rồi. Vâng, màn hình máy của game thủ Mạnh Hào, Hào vẫn đang khỏe. Vẫn đang có tham lai 22 trên 32 với hai nhà với nhà một nhà BL của mình. Cùng với đó những con phù thủy thủ lại BB màu 2. Và có lẽ là Mạnh Hào lên quay trở lại với BB để Miwan lên được cung A thì Pan không còn là đối thủ của Miwan nữa. Mạnh Hào cần phải về và cân lại BB ở cánh bên này. BB cũng là người đánh phủ. Vâng, một tên phủ đỏ đến từ game thủ BB. Hào đang là người có đông lạc đà hơn và tên này BB đang thất thế. Bịch vào trong luôn, vào sâu luôn. Và có lẽ là một tình huống càng sâu càng sướng. Cứ vào thẳng thôi, vào thẳng phía bên trong thôi. Tên này hù đen đi chết luôn, chết chắc luôn. Một trận thi đấu mà có lẽ như chim sẻ, à xin lỗi, Mạnh Hào đang gần được tạm coi là cân đôi. Khi mà thủ nhà thành công như chim sẻ cũng như là cân lại cánh của mình, thậm chí khỏe hơn cánh của mình. Và Tiểu Màn Thầu resize một trận xem pan. Vâng, Hào thi đấu rất hay trận thiếu này, rất hay, đánh đúng bài, đúng chuẩn chiến thuật.